chào các bạn ha. Hiện tại mình đang chạy cái quạt mini lồng sắt đây với một cái bơm oxy hậu cá ha, trực tiếp từ tấm pin năng lượng mặt trời này. Tấm này là tấm 6V 3.5W theo thông tin của shop ghi ha, mình mua trên Shopee với giá 23.000. Hôm qua mình cũng đã có clip review về tấm pin này nhưng mà dòng nó rất là thấp ha, chỉ được 0.05A thôi. Nhờ bạn Hải Nguyễn comment đó, góp ý thì mình đã test lại thử ha, mình mới biết được cái tấm này. Tấm hôm qua mình test là tấm này bị lỗi nha các bạn, mình cũng thử tháo ra xem có sửa gì lại được không, mà không được ha. Tấm còn lại này, tấm này mới ok ha. Rồi giờ mình sẽ test lại cái dòng thực tế của tấm này nha các bạn. Dòng mới được 0.26 ha, chỉ vừa nè. Nó bị lỏng dây nha các bạn. Dòng nó được 0.26-0.27 nha các bạn. Khi mà vừa khởi động lên nè, nó lên tới 0.3 luôn nha các bạn. Nó chạy liên tục là được 0.27A ha, 0.26-0.27 ha. Nếu mình làm tròn cho 0.3A đi, 0.3A nha các bạn. Rồi mà đặc biệt đó, mình mới phát hiện ra là cái tấm này chỉ được 5V thôi nha các bạn. Tấm này đây chỉ được 5V thôi chứ không được 6V như số quảng cáo nha các bạn. 5V thôi ha, này chỉ được 0.05V thôi. Thì tấm này chỉ 5V thôi. Nếu 5V mà nhân cho nãy là 0.3A thì tấm này được 1.5W nha các bạn. 1.5W với giá 23.000. Mình có thể tận dụng để chạy những thiết bị nhỏ nhỏ ha, như bơm oxy hậu cá là ok hết nha các bạn. Nếu bơm oxy này chạy được thì các bạn chạy cho mấy cái bơm tiểu cẩn nhỏ nhỏ nha các bạn. Động cơ mà 5V đó thì ok ha. Này, nó quay lại toàn bộ nữa đây.